hai mình vẫn có chai chưa? Cứ nghỉ các rau ăn. Đấy, ngon ngon ngon. Nước xiết khá xiết. Đá người này vừa ném xuống có chạch luôn. Mình lên đến nơi mọi người ạ. Mình vào đây để xe của em, mình làm đây có xe để đây, mình gửi đây luôn. Họ đi vắng hết rồi, nhà mình ở bên đấy thôi. Bây giờ anh em chuẩn bị đi bộ vào. Thì hôm nay đi gần thôi mọi người ạ, đi tiếng rưỡi thôi, không đi vào xa quá nữa. Muộn. Bây giờ 4 rưỡi rồi. Đi vào đến nơi là chừng 4 rưỡi, 5 rưỡi, 6 giờ kém 15. Hoặc 6 giờ đi nhanh vào đến điểm câu, mình câu những cái điểm ngoài. Ngoài này thì chủ yếu săn trạch mọi người ạ. Săn trạch cũng có cá lăng rừng và nó sẽ ít hơn ở trong kia. Rồi, đi xuống cái này mọi người nhá. Cứ đi từ từ thôi, nắng này. Lên trên rừng thì không khí nó đã khá dịu hơn so với ở nhà. Trên này nó cường độ nắng nó không gắt nữa mọi người, vì nó nhiều cây cối ấy. Nó đã mát. Đi lên trên rừng này câu thì được cái đêm xuống trời rất mát mọi người ạ. Cực kỳ mát. Đi vào trong rừng sâu đấy. Và cường độ nắng nó trong rừng nó phải giảm rất nhiều so với ở nhà rồi. Nước thì không mưa, nước trong nên là câu trong này chịu câu đêm. Câu đêm hy vọng cá nó phải ra mọi người mới được. Còn câu ngày chắc là không được vì nước trong lắm. Rồi, hành trình mình còn dài mọi người nhé. Đi vào đến nơi đây anh em làm cái lán tạm và chủ tức tìm một vài điểm nó gần nhau câu qua đêm đấy, sớm mai ra về sớm thôi, trời nắng rồi đấy.
mình xuống đoạn này mọi người ạ, vào đến đây câu đoạn này. Hy vọng cái vụ này có, mình lên xem cái vụ trên kia kìa. Hai vụ gần nhau xem thế nào mọi người ạ. Câu đây với câu trên đó thì anh em tạm ở đây và kiếm đồ để nấu mì tôm ăn. Câu đêm ở đây xong rồi lên đoạn kia, không ra ngoài kia có một vụ sâu nữa. Mình vừa vào đến nơi rồi. Khá mệt mọi người, trời đang còn nắng. Mệt lắm. Hy vọng ở đây có trạch nhiều mọi người, trên ngoài này thì cá lăng nó sẽ giảm tỷ lệ trong kia, nhưng mà hy vọng có trạch nhá. Rồi anh em mình chuẩn bị tìm cái xem vụ trên kia và chuẩn bị đồ lấy vầu làm nước để nấu mì tôm ăn, xong là trời vừa tối câu là vừa mọi người, chuẩn bị cái đồ cắm câu ấy. Đây mọi người, vụ này cũng khá đẹp này, khác với cái vụ mình dưới đây. Nó cũng khá to trùng trùng cái đoạn này này, hơi xiết xiết đầu trớn này về chạy quấn này. Mà về sâu thì nó không quá sâu, nó chừng hơn mét nước mọi người ạ. Thế là đẹp lắm rồi, hy vọng có nhiều cá lăng và cá chảnh nha. Anh em câu cái kia trước, cũng có tầm 9 giờ, 10 giờ mình lại chuyển lên thế này. Hy vọng mọi người ạ. À, nhìn nó khá đấy, nó sâu ở dưới kia ấy. Mình chuẩn bị cây gác mọi người này. Đó, hai cây nó gác gần lên đấy. Chắc không? Anh em mình chuẩn bị lên bếp mọi người ạ. Trước mắt là làm một lon nước và một ống nước để pha mì tôm ăn. Rồi bắt đầu chuẩn bị xuống tầng trời, mình thằng cậu nó làm về công tác nấu nướng đấy, mình ở đây mình xuống cần dần để xem thế nào mọi người nhá. Hy vọng có cá. Nước xiết khá to mọi người, buộc viên đá và chì nó còn trôi này. Mọi người ạ, à, dính cá rô này rồi. Tiếp thế là cá rô không ăn nhỏ. Hy vọng trời tối xuống cá rô nó không ăn mọi người ạ. À. Mới đầu sáng này nó vẫn còn ăn này. Tiếp lắm rồi mình ném từ đấy chảy thì có cá chạy ăn mà rô vẫn ăn. Một thế. Vẫn có chạy chưa? Cứ nghỉ cá rô ăn. Đấy, ngon ngon ngon. Nước xiết khá xiết. Đá mọi người này, vừa ném xuống có chạy luôn. Cá rô nó ăn mạnh lắm, mình cứ sợ là cá chạy không kịp ăn. Đẹp rồi mọi người ạ, đẹp rồi, đẹp rồi. Xiết nước, nước giật giật giật, mình nghỉ cá rô ăn, níu níu. Con này cũng khá khá ấy, mọi người ạ. Có một em ngờ vẫn ngon lắm mọi người ạ, được. Có luôn, mới thử câu ném chưa tối đã có trạch ngon nha, hy vọng mọi người nhá. Phía ngoài này nó ít lăng thì có trạch nhiều nhá. Ui sợ ứ mọi người. Ngon này, đấy. Rồi. Không to quá, ngon mọi người ạ. Đẹp, đẹp.
bưng hoa, một con bưng hoa ngon lành mọi người nhá. Hy vọng kiếm lấy một ít để tí anh em mình nướng. Căng rồi mọi người ạ, run của mình chết sắp hết rồi. Nắng quá đi dưới nhà lên ấy, không biết là có đủ câu không mọi người ơi. Nguy hiểm rồi. Trời, sướng. Ừ, to chưa? Còn ngon quá rồi. Hy vọng anh em ơi. Đã rồi. Con này khá to luôn. To lắm. Thấy xíu. Sắp tối mọi người ạ. Thấy kéo kéo nghỉ cá rô phi đây. Úi trời, gần như là đại bác. Ăn nhẹ hôm nay mắc tí màu ngoài thôi. Chưa nút sâu. Con này khá mấy người này. Đây. Đó, sướng chưa? Không phải là quá to nhưng mà cũng là tương đối thôi. Trạch thế này là cực kỳ ngon rồi mọi người ạ. Ôi, trời, sướng. Cây giữa này giật mạnh lắm mọi người ạ. Ngon. Đậu hôm mọi người ơi. Giờ bấy giờ đến nơi rồi, lại có chạy tiếp. Ôi trời, ngon rồi. Con đi thì nuốt sâu luôn. Ngon nha mọi người nhá. Thấy xíu. Đã mọi người ạ, lên ba em chạy rồi, khá rồi. Cặp trọn này lắm buổi lắm, nó bay kinh đốt kia luôn. Bảy giờ anh em ạ, trời bắt đầu tối đấy, mình nước chưa kịp sôi nên là tranh thủ câu lúc đầu hôm này xem có nhiều cá lăn nó ra nó không kêu mọi người nhá. Nổi. Trôi những cái gì. Nước anh em mình sôi rồi mọi người ạ. Sôi mạnh rồi, bây giờ anh em pha mì tôm ăn thôi. Chưa nướng kịp nướng cá, khuya nướng cá mọi người nhá. Bây giờ pha mì tôm ăn thôi, mời mọi người ăn tối mọi người mình luôn nhá. Mình pha mì tôm ăn thôi. Câu thì 3 cây thôi mọi người, đeo đi mệt lắm, không đeo được nhiều. Có được ít chạch rồi. Nó vẫn nhiều cá rô phi nó phá đấy. Ném đấy nó xít, khá xít đấy mọi người này. Như thế là cá rô phi nó vẫn phá mạnh. Rồi anh em mình pha có mì tôm. Bổ sung năng lượng cho ban đêm này. Từ khuya cái nướng cá ăn rồi mọi người.
không phải lăng, cá bò. Cá bò thôi mọi người ạ. Cá lăng kia. Cá bò mọi người ạ, không có cá lăng. Còn ăn bém đá. Cá lăng rừng rồi, không phải lăng rừng. Kêu là cá lăng rừng. Hôm nay quay cái thằng câu là kêu là cá lăng rừng. Anh em mình nuôi tôm xong mọi người ạ. Ở đây cá trạch ít thôi, mới đầu hôm mình được mấy con đúng rồi, giờ chưa được con nào. Và cá lăng thì không có, tuyệt đối không thấy có luôn mọi người ơi. Cá lăng chắc là phải đi vào trong xa chứ ngoài này nó không có cá lăng. Kìa. Lại một kìa tiếp mọi người. Kéo nhắm mắt. Không cần nữa. Không cần nữa mọi người ạ. Cảm ơn. Cá mướn mọi người ạ, ném xuống cái nó kéo ngon đây. Cá này ăn mới ngon này. Ngon. Cá mướn mà lại ăn được cái cua nữa. Bây giờ 8 rưỡi mọi người ạ, mà cá đây không ăn mọi người ạ, không có trạch nữa. Nên là anh em mình chỉnh lên cái vụng mà lúc chiều anh em mình xem ở phía trên này này. Chuyển lên trên chừng 50 mét mọi người ạ. Câu cái vụng nó xem thế nào. Bọn mình dự tính là câu 3 vụng mọi người ạ. Câu từ đó đến chừng hơn 12 giờ ở đêm. Nếu không có là chuyển sang vụng ra ngoài này có một cái vụng to nữa. Ok, bây giờ anh em mình chọn đồ và di chuyển đến điểm thôi nhé. Xuống xong cần lại mọi người ạ, bây giờ chờ đợi thôi. Nhắm thế bên này lại nó còn khá xiết luôn. Nếu mà sang bờ bên kia ngồi cái vạch đá bên kia thì đẹp mọi người ạ. Đó, bị nước chảy. Ngồi thế này nó lôi ghê lắm. Chảy xuống mạnh lắm. Có cái chờ đợi cho thế nào không? Cá tôi tăng lên này. Thật sự anh em ạ, thì cá lăng lại vẫn là cá bò. Cá bò thôi. Không phải cá lăng.
cá bò mọi người ạ, cá to. Có không anh em? Đến đây đường này con chạy khống nha. Phê. Sướng. Còn nuốt luôn. Đi săn là phải săn loại này với đá mọi người này. Gọn to mà sướng ơi. Úi xời. Nhẹ nó đánh đau lắm. Này. Ui trời ơi, quá đã luôn này. Nhìn thấy không? Sướng chưa? To. Cỡ này khoái. Ngồi kia được 3 con lên đây cũng được con nữa. Thì không bật máy mọi người, có con trạch lỡ nữa này. Ngon rồi. Thế là có hàng đấy mọi người ạ. Bắn 6 con rồi. Con này cũng nuốt cá sâu giật cảnh. Cần khá căng cho mình không bật máy mình nghĩ không phải trạch kia. Hy vọng mọi người ạ, này có nhưng mà mình ngồi phía bên kia thì ném nó không bị sôi trôi ấy. Phía này nó bị nước chảy nó trôi ghê lắm. Này, ngon mọi người nha, khá. Con lăng đầu tiên của mình nhá, khá. Cứ nghĩ là ngoài này không có lăng nhưng mà thực sự là ngoài này ít. Mà không mưa nó không ra mọi người ạ. Đó, nhưng ngồi phía bên này ném dỡ quá, nó trôi nhiều quá. Lăng nó không ăn nổi bên kia, ném nó cắt được nhờ. Ngon rồi. Cứ nghĩ không có lăng. Thì vào trong này chủ yếu câu cái cá lăng này mọi người này. Cá lăng này với cá trạch, nhưng mà ngoài này nó ít cá lăng. Ở trong kia có nhiều lăng hơn mà mình không vào, nó xa quá. Rồi, được con này. Cái cá mình này. Khá. Di chuyển mất 30 phút mọi người, 30 phút ra đến điểm này mình câu cái bụng này thôi. Anh em quyết định đánh ở đây đến sáng luôn mọi người ơi. Di chuyển trên kia xuống đây đi khổ quá, đi ban đêm tối chẳng mấy đường lội vì bài bọng ngã lên ngã xuống mọi người ạ. Quá vất vả. Mình câu cái bụng này. Ở bên nó có sâu lắm không, mình nó chiều mình nhìn sơ sơ thôi. Dưới kia có bụng còn to hơn mọi người, nhưng mà giờ đi nó hơi khó thôi anh em cậu đây. Thằng cậu nó đang đi chặt cái cành bắc ngang đây rồi bắt đầu mình xuống câu nhá. Hy vọng giờ này có cá trạch và cá lăng nhá. Đây là con trạch mọi người ạ. Mình cũng lại cái kia nó ăn xong nó giật vào đá mất luôn. May cái này không lôi ra được mọi người này. Ngon rồi. Hy vọng xuống này có nhiều mọi người nhá.
Ui trời, đang khú làm cái vị để về để nướng cá mọi người, kéo bay cần xuống to chưa, mình chả sướng nhá. Ui mình mắc mất ra 2-3 con rồi, nó lên được các mọi người ạ, nó nuốt khá sâu luôn, thế không có cá chạch cho mọi người. Nhưng cái bụng này nó rất nhiều đá, mình mất 3 con nó kéo vào trong đá, kéo đứt dây khá khá nha mọi người ạ. Này chạch khá nhiều rồi, mình nướng những con cá nó bị chết đấy mọi người ạ, cá bò rồi là cá mướn, cá ấy thôi, con nào sống thì để mai mang về mọi người, con nào chết thì bây giờ anh em mình nướng tí nữa ăn tối luôn rồi. Đó. Cá bò chắc con sống nhỉ. Nướng vào cái vị đi mọi người, làm cái vị trước nướng vào đây. Mình không chết hết cá chạch. À, không, à, con không chết đâu. Bố luôn. Con thì chết này, con đang tắm chết này. Sạch xong hết đấy nhỉ? Đúng, hả? Đúng. Đúng. Rồi, ok. Rồi, ngọt. Đấy, còn được gần 1 cân cá chạch mọi người ạ. Anh em cắt vào đây nướng cái kia ăn thôi anh mọi người nhá. Hy vọng là được thêm con nào nữa không. Chờ đợi thôi, mấy cây này nó hay kéo vào đá lắm ở đây á. Nước khá trong mọi người, trong veo trong mắt luôn này. Cá sắp chín rồi mọi người ạ. Bắt được mấy con tôm, nướng một con cá mướn này với cá bò với cá rô mọi người ạ. Những cá này nó chết hết rồi. Anh em nướng mấy con này tí nữa ăn uống nước thì ăn cá chống đói buổi tối rồi nhé. Sớm mai về nước cá ra đây thì nó cũng ăn được mấy con chạch xong không thể ăn được mọi người. Giờ gần 2 giờ sáng rồi. Cá bọn mình được rồi mọi người ạ. Bây giờ mình ăn tối đây. Tôi mời mọi người nhé. Mời tất cả anh em cùng ăn cá mình nhé. Hấp dẫn phết đấy. Ôi, ngon lắm rồi kìa. Tối ăn cái gì ngon? Cá bắn. Mình cá nhiều thì cá bụng cá bắn ngon. Vâng, xin chào mọi người ạ. Bây giờ 3 giờ, giờ 3 giờ rồi. Hy vọng mọi người sáng này nó là tắm lại nhé. Thì em cùng vào máy thôi, thấy nó bị chật, đèn đều đúng sạch sạch mọi người. Cùng theo, nó cũng được. Đấy. Đấy, mọi người chạy, người đồng tay mọi người ạ. Sắp phim tên mọi người cũng chạy buổi sáng này. Đó tên rồi nha. Ngon rồi, ngon rồi. Cần về này được đây, cá cá, sướng tết,
cảnh thế này là ngon lắm không? Thank you.